Hoa hậu Ý Nhi nhận tin vui cực khủng, thở phào vì group anti-fan hàng ngàn thành viên nghi ngờ đã bị bán. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên, kiểm duyệt viên cũng được thay mới một cách khó hiểu. Trưa 14 tháng 8 vừa qua, một thành viên trong đội ngũ quản trị thông báo nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát. Theo đó, trong một group phụ, người này viết nhóm đã bị hack và gỡ quyền truy cập đối với toàn bộ quản trị viên, kiểm duyệt viên. Đây được cho là thời điểm khá nhạy cảm khi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa kêu gọi từ thiện trong nhóm này. Bên cạnh những ý kiến cho rằng nhóm đang bị kẻ xấu lợi dụng thì cũng có người nghi ngờ nhóm đã bị bán. Mới đây nhất, trao đổi với Soundstar, một thành viên trong đội ngũ quản trị của nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, tạm gọi là T cho biết, tôi nghi ngờ nhóm này đã bị bán, việc bị chiếm quyền kiểm soát như mọi người biết đôi khi chỉ là cái cớ. Cách đây ít ngày, người sáng lập nhóm liên tục nói tài khoản có vấn đề, không thể nhắn tin, thế là đến sáng 14 tháng 8, mọi người trong đội ngũ quản trị đều bị kích ra hết, ai cũng hoang mang, chỉ riêng người sáng lập nhóm là bình thản, trong khi chị ta nên là người lo lắng nhất. T nói rằng trước đây cô làm kiểm duyệt của nhóm với mục đích xuất phát từ việc anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, không màng đến lợi nhuận. Tuy nhiên ở hiện tại, khi mọi thứ biến chất, cô quyết định rời khỏi đội ngũ quản trị, không muốn liên quan đến vụ việc này. Hiện mọi thông tin liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi đều thu hút sự quan tâm của dư luận. Huỳnh Trần Ý Nhi là tân hoa hậu đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp Việt bị tẩy chay ngay sau khi đăng quang. Hiện tại hội nhóm anti-fan của người đẹp đã cán mốc hơn 620.000 thành viên, đa phần đều bày tỏ sự bức xúc trước những phát ngôn của Ý Nhi, thậm chí nhiều người còn yêu cầu nàng hậu trả lại vương miện, cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này. Đáng chú ý, hai ngày qua trên mạng xã hội bỗng lan truyền thông tin Ý Nhi và gia đình muốn chấm dứt ồn ào bằng cách trả lại vương miện, liên hệ với ban tổ chức Miss World Việt Nam để hỏi rõ thực hư cũng như tình trạng hiện tại của Ý Nhi. Bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hiện tại Hoa hậu Ý Nhi đang tiểu tụy trước sự công kích của cộng đồng mạng, vì thế phía ban tổ chức không muốn chia sẻ nhiều về những vấn đề liên quan, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của nàng hậu gốc Quảng Bình. Đồng thời phía đơn vị quản lý cho hay Hoa hậu Ý Nhi đang trong quá trình học tập, trau dồi bản thân, hiện tại cô không có bất cứ phát ngôn nào. Đại diện Miss World Việt Nam cho biết Ý Nhi đang tiểu tụy trước sự công kích của cộng đồng mạng nên không muốn chia sẻ nhiều về những vấn đề liên quan, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của nàng hậu. Cũng liên quan đến ồn ào, ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng với truyền thông, khẳng định thông tin gia đình và Hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Miss World 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác. Về việc Hoa hậu Ý Nhi không xuất hiện trong các sự kiện cùng hai người đẹp trong top 3 thì gia đình tiết lộ do sức khỏe của cô yếu, vì vậy người đẹp chỉ tham gia những sự kiện cần thiết. Trước đó, sau loạt ồn ào phát ngôn của gà nhà, bà Phạm Kim Dung đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng đề xuất chia sẻ hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về. Theo nội dung báo cáo, bà Phạm Kim Dung cho biết, các ngày 24-26 tháng 7, top 3 Miss World Việt Nam 2023 gồm Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên tham gia các buổi phỏng vấn theo đề nghị của các báo. Ý Nhi có một số phát ngôn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thật thà, diễn đạt chưa rõ ràng, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đánh giá phần trả lời của Ý Nhi là cảm nhận cá nhân, phù hợp với bối cảnh các trò chơi thử thách khi phỏng vấn, bà Dung cho rằng nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng cách diễn đạt vụng để cắt ghép, chỉnh sửa, đưa thông tin không đầy đủ nhằm kích động, dẫn dắt dư luận đẩy vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm Huỳnh Trần Ý Nhi và danh tiếng, uy tín phía công ty. Bà Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng và cô không phải là nạn nhân duy nhất, thực tế từng có người bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự. Phát ngôn của Hoa hậu có phần đáng trách, chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông công ty. Tổng giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.